Xin chào các em, chúng ta sẽ cùng đến với một bài học tiếp theo, đó là về câu trực tiếp và gián tiếp. Câu trực tiếp và gián tiếp thì chúng ta sẽ đến một cái ví dụ nhỏ nhỏ như sau. Ví dụ như là chồng tôi nói với tôi là chồng tôi nói với tôi My husband told me that. Chồng tôi nói với tôi rằng hai chấm này, mở một kép này thì sẽ thành câu dẫn trực tiếp. Dẫn trực tiếp này là chồng tôi nói với tôi rằng anh rất là thích gì? Bộ tóc của em, à, mái tóc của em, đúng không? I like your hair. I like your hair. Anh rất là thích tóc của em. Được chưa? Đấy. Thế câu này nó là câu trực tiếp rồi. Thế nếu như các em muốn dẫn gián tiếp, các em hiểu câu gián tiếp tức là khi chúng ta kể lại, giữa kể câu chuyện ấy. Thế thì là ví dụ tôi phải đi kể với bạn tôi, bạn gái của tôi là chồng của tớ kể, à, nói với tớ là anh ấy rất là thích mái tóc của tớ, đúng không? Thế khi tôi đi kể với bạn gái tôi như thế thì sẽ thành một câu như này: My husband told me that chồng của tôi này nói với tôi là told me that này. Anh ấy thích tóc của tôi, đúng không? Thế là he này. Like, chúng ta phải lùi một thì ở hiện tại chúng ta quá khứ đơn là he liked. Anh ấy thích tóc của tôi, he liked my hair. Đó, thì các em thấy là sẽ từ một cái câu dẫn trực tiếp chúng ta chuyển sang gián tiếp tiến hành như thế này. Tôi nhắc lại nhá, chồng tôi nói với tôi rằng anh thích tóc của em. Thế thì chuyển sang gián tiếp sẽ là chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy thích tóc của tôi. Thế thì để mà các em có thể kể được mỗi câu hay ho như thế này thì chúng ta sẽ phải học câu dẫn trực tiếp, gián tiếp. Và câu gián tiếp chúng ta sẽ còn được biết đó là indirect speech. Indirect speech. Indirect speech, lời dẫn gián tiếp. Được chưa? Thế thì để mà các em làm được mỗi câu như thế này thì có 3 nguyên tắc mà các em phải nhớ, 3 nguyên tắc quan trọng. Chúng ta học bài này thì chúng ta còn phải nhớ đến rất là nhiều loại câu. Ví dụ câu này là câu trần thuật thì dễ rồi. Câu hỏi như nào, câu hỏi yes no như nào, một câu hỏi với lại từ why rồi which rồi what thứ thì như thế nào, rồi lại còn câu gợi ý như thế nào, vân vân, rất là nhiều. Thế nhưng mà cái 3 cái điểm mấu chốt quan trọng nhất khi mà các em làm đến phần lời dẫn gián tiếp, và luôn luôn phải nhớ cho tôi 3 cái lưu ý như này. Cái lưu ý thứ nhất, lưu ý số 1, đó là khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp thì các em phải đổi cho nó đúng các cái chủ ngữ này, tân ngữ này và các cái tính từ sở hữu. Possessive, adjective, tính từ sở hữu, chủ ngữ này, tân ngữ này và tính từ sở hữu. Tôi lấy ví dụ như đọc cái ví dụ trên này nhá. Chồng tôi nói với tôi rằng tôi thích, à, anh thích tóc của em. Xong tôi đi kể với bạn gái tôi bảo là chồng tớ, đấy, kể nói với tớ rằng là anh ấy lại thích tóc của tớ. Thế giả dụ như các em mà nhầm, các em không có cái từ do, các em không đổi do thành my mà vẫn để là do, đúng không? Thì sẽ thành câu như này: chồng của tớ bảo với tớ rằng anh ấy lại đi thích tóc của cậu, đúng không? Thế trong trường hợp đấy thì gây go to nếu mà các em đổi không đúng cái từ gì do, các em đổi không đúng cái từ my thì lập tức là sẽ vô cùng khủng khiếp, bão tố xảy ra, đúng không? Lưu ý là trong cái câu trực tiếp gián tiếp, đổi cho đúng này, chủ ngữ này, rồi là tính từ sở hữu này, rồi thì tân ngữ này, đổi cho nó đúng, lưu ý nhá. Đấy, và tôi chỉ viết mỗi câu đơn giản như thế này thôi, nhưng mà khi làm bài các em phải rất tỉnh táo, đổi các cái chủ ngữ, các cái tân ngữ, các cái tính từ sở hữu cho nó phù hợp. Đấy, nhiều các cái phần giảng khác á, thì là trong các cái sách viết chẳng hạn ấy, thì họ hay viết cho chúng ta là ví dụ như là do thì trở lại thành là my, rồi thì là we thì đổi thành cái gì đó, thì tôi nghĩ là cách đó là hơi thụ động. Thay vào đó thì tôi muốn là các bạn nhớ hơn là về cái câu nó như thế nào và các em sửa như thế nào cho đúng,
để cho nó chủ động hơn, các em phải tự sửa làm sao cho nó phù hợp. Thì đấy, đấy là cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là luôn luôn khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, các em phải lùi làm sao? Lùi một thì của động từ. Trường hợp thứ hai đó là phải lùi một thì của động từ. Nào, thì hiện tại đơn thì chuyển sang là quá khứ đơn. Quá khứ đơn chuyển sang quá khứ hoàn thành. Nếu mà quá khứ hoàn thành rồi, hết cỡ rồi thì để nguyên. Được chưa? Win tương lai thì phải chuyển thành út. Lý do tại sao mà đôi khi thi thoảng các em lại gặp cái từ út này là bởi vì nó là dạng gián tiếp ấy. Rồi tiếp theo, cái thì hiện tại hoàn thành thì cũng chuyển thành là gì? Quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành cũng chuyển thành là quá khứ hoàn thành. Đấy. Cái từ must là phải. Thì sang quá khứ các em đừng dùng từ must, mà các em phải dùng cho tôi từ had to. Đấy là cái lưu ý số 3, số 2 chúng ta. Đó là cái lưu ý số 2 chúng ta. Thì các em thấy là trường hợp này luôn luôn phải lùi. Ví dụ đây là like, chúng ta phải chuyển thành là liked. Lý do rất đơn giản là vì như này, bây giờ đang là told là quá khứ. Khi mà kể lại thì luôn luôn là động từ nó ở quá khứ rồi. Đấy, các em thấy hầu hết là sẽ đều ở quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành hoặc had to hoặc là would, luôn luôn là lời dẫn gián tiếp phải đều ở quá khứ trở về trước đó, chứ lại không có là hiện tại bao giờ. Win thì cũng chuyển thành would rồi, chứ không có chuyện là tương lai là trở về hiện tại, không phải thế. Đấy, thì luôn luôn là quá khứ. Quá khứ đây không lẽ ở đây lại chi hiện tại? Đã quá khứ thì chỗ này cũng phải là quá khứ. Thế nên luôn luôn là có hiện tượng lùi thì. Lưu ý nhá. Thế còn là hiện tại tiếp diễn thì quá khứ tiếp diễn thôi. Luôn luôn lùi một thì. Hiện tại tiếp diễn, lùi một thì xuống còn quá khứ tiếp diễn. Đấy. Quá khứ tiếp diễn thì chuyển sang nữa là gì? Quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Cứ thế mà làm nhá. Tùy xem câu gốc nó là ở cái thì gì ta lùi xuống một thì. Đấy là cái lưu ý số 2. Lưu ý số 3 của chúng ta như sau. Lưu ý số 3 của chúng ta đó là các em phải đổi cả những trạng từ cho nó phù hợp. Trạng từ cho nó phù hợp. Tôi lấy ví dụ một câu như này nhé. Ví dụ như thế này thì các em sẽ hiểu. To London 2 years ago, he said. Anh ấy nói rằng là tôi đã chuyển đến London 2 năm trước đây. Thế nhưng mà quan trọng là cái từ nói là anh ấy nói lúc nào. Anh ấy nói lúc nào? Giả dụ như anh ấy nói mới nói cách đây 1 phút thì 2 năm trước đây thì thời gian nó cũng không xê dịch nhiều lắm, đúng không? Nhưng mà nếu như cái set này mà anh ấy nói với tôi năm 1999 là anh ấy đã chuyển đến London 2 năm trước đây. Thế thì lúc đấy cái 2 năm trước đó thì nó phải là năm 97, chứ nó không phải là như năm nay là năm 2011, thì không phải 2 năm trước đây là năm 2009 nữa, mà 2 năm trước đó là tính cái thời điểm xét là xét lúc nào. Thì cái vì vậy cho nên là cái cụ mà 2 years ago này các em không thể giữ nguyên khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp được, bởi vì nó sẽ không chính xác nữa. Cái từ ago là nó chỉ tính là trước đây, là trước so với thời điểm nói thôi. Thế cho nên là với từ ago này lập tức các em phải chuyển trạng từ. Thì cái lưu ý số 3 của chúng ta là chuyển các trạng từ cho phù hợp. Thế nên như sau, anh ấy nói nhá, he said này, anh ấy đã chuyển đến London đúng không, là he said. Thì move phải chuyển thành had moved được. Quá khứ thì chuyển vào hoàn thành. He said he had moved to London 2 năm trước đó, dù mà tôi từ 2 years before, 2 năm trước đó. Thì cái từ before này chúng ta sẽ hiểu là trước đó là trước cái thời điểm nói này. Như vậy là câu sẽ thành câu chính xác. Được chưa? Thế cái phần trạng từ chúng ta sẽ phải chuyển như sau. Cái phần trạng từ này các em chỉ cần nhớ thôi, cứ học thuộc theo những cái từ như này là chuyển khắc đúng này. Now chuyển thành then, bây giờ chuyển thành là lúc đó. Bao giờ cũng phải trong cái câu mà chúng ta mô tả lại bao giờ thành đó hết. Hôm đó anh ấy nói với tôi là anh như thế, đó hết. Today thì sẽ chuyển thành là ngày hôm nay.
hôm nay thật là đẹp. Anh ấy nói, thì anh ấy nói rằng hôm đó rất là đẹp. Con sợ phải thành đó ngay, thế tôi đây chuyển thành rác đây. Here, ở đây, thì chuyển sang thành là ở đó. Ví dụ anh ấy nói rằng tôi rất thích ở đây, thì phải là anh ấy nói rằng anh ấy rất thích ở đó. Con sợ thành đó hết, được chưa? Rồi, these, những cái này, thì chuyển thành là những cái kia. These chuyển thành là dâu. This chuyển thành that, vân vân. Rồi với cái từ với cái từ ago thì các em chuyển cho tôi thành là before. Ago chúng ta chuyển thành là từ before. Cái từ yesterday là ngày hôm qua chẳng hạn. Yesterday thì có hai cách để các em có thể viết cái từ yesterday này. Một là các em viết thành là yesterday chuyển thành là the day before, ngày hôm trước đó, the day before. Cách này hoặc các em có thể dùng cái cách là the previous day cũng được, ngày trước đó, the previous day cũng được. Ở những câu trên các em có thể dùng là the previous 2 years, cũng là 2 năm trước đó cũng được. Đấy. Thế còn nếu mà tomorrow, ngày mai, tomorrow, thì chúng ta sẽ chuyển thành là the next day, tomorrow nhé. Các em có thể chuyển thành là the next day, the next day. Hoặc là yesterday các em chuyển là the previous day, thì nếu mà tomorrow các em chuyển thành là the following day, ngày hôm sau đó, following day. Follow là sau mà, the following day. Như vậy có hai cách để các em có thể viết nếu như gặp quá khứ hay gặp trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ dùng cho phù hợp. Ví dụ như là anh ấy nói rằng ngày mai tôi sẽ đến đón bạn. Thế thì nếu chuyển sang gián tiếp phải là anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến đón tôi ngày hôm sau đó. Ngày hôm sau đó phải là the following day, đúng không ạ? The following day chứ không được dùng tomorrow. Tomorrow là quay trở về hiện tại ngay. Được chưa? Đó. Thì trong cái trường hợp này có 3 cái lưu ý mà các em nhớ khi chúng ta chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, cực kỳ nhớ. Là thứ nhất, đó là phải đổi chủ ngữ, đại từ, tính từ sở hữu cho phù hợp, cho phù hợp. Cái thứ hai, lùi một thì quá khứ chuyển thành quá khứ hoàn thành. Hiện tại chuyển thành quá khứ đơn. Đấy. Cái trường hợp thứ ba, lưu ý số 3, đó là các cái trạng từ chuyển về là gì? Đây chuyển thành đó hết. Tất cả đều phải là đó hết. Hoặc là the next, hoặc là the before, hoặc the previous, hay là the following. Thì cũng phải chuyển cho nó phù hợp. Ba quy tắc này sẽ xuyên suốt các em trong tất cả các cái loại câu mà chúng ta muốn chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp. Đương nhiên là cũng có nhiều cái loại câu khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từng cái loại câu. Cái trường hợp thứ nhất của chúng ta đó là câu trần thuật. Câu trần thuật tức là như câu vừa rồi các em làm đấy. Hai câu mà chúng ta ví dụ ở cái trường hợp cái hai cái bảng trước đó thì là đều là câu trần thuật cả. Bây giờ chồng tôi nói với tôi rằng là anh ấy thích tóc của tôi thì đấy là cũng là câu trần thuật. Mà câu là anh ấy nói rằng anh ấy đã chuyển đến London 2 năm trước đó thì cũng là câu trần thuật. Như vậy với câu trần thuật loại số 1 hay gặp nhất đó là câu trần thuật. Câu trần thuật thì các em chỉ cần gì thôi ạ? Áp dụng 3 cái lưu ý là xong. Áp dụng 3 cái lưu ý là xong luôn. 3 lưu ý đấy là đã nhắc đi nhắc lại rồi. Các em nhớ học cho kỹ. Cứ áp dụng đúng 3 quy tắc đấy là dùng câu bài lạnh ngon luôn. Tự làm 2 ví dụ sau này. Ví dụ thứ nhất. I will take you home tomorrow. The man told her. Chúng ta làm thử cái ví dụ này đi ạ. I will take you home tomorrow. The man told her. Nhớ là told her chứ không phải là told me đâu nhá. Told her. Ở đây thì lưu ý một chút này. Một là told, mà hai là said thì said để đi với to. The man said to her, hoặc là the man told her. Đã said thì said to, còn told thì không thôi cũng được. Được chưa? Nào, cái câu này sẽ là the man told her. Người đàn ông này bảo với cô ấy rằng ông ấy sẽ đưa cô ấy về nhà vào ngày hôm sau đó.
đúng không? Sẽ là the man told her. Anh ấy này, he này, win chuyển thành út này, he út này, take này. Bây giờ đưa ai ạ? Đưa cô ấy đúng không? He út take her home. Tomorrow chuyển thành gì? The following day, the next day được. The following day. Như vậy là xong này. Cái phần mà câu trực tiếp gián tiếp này sẽ chống chỉ định. Chống chỉ định những cái đứa học sinh nào mà sao hay thích chấm 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 ấy. Tức là lười viết mà, viết lại nhiều lười. Thế là cứ thích là thích hờ hồn mà chấm chấm chấm. Chấm 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 là riêng cái phần này là chắc chắn là chống chỉ định là sẽ sai ngay này. Bởi vì là viết đâu phần cuối này, cái tomorrow lại phải chuyển thành the following day, mà chấm 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 thì là viết lại là tomorrow thì là sai luôn. Hoặc là viết đâu ở cuối nó lại có từ you mà chuyển thành từ her mà không nhớ đến thì là có thể là sai luôn. Cho nên phần này tuyệt đối là các em phải hết sức cẩn thận, đi hết từ đầu câu trực tiếp về đến cuối câu trực tiếp luôn, chứ không bao giờ được phép là chấm chấm, và đừng bao giờ bỏ rơi giữa chừng, kẻo là lại sai một cách ngớ ngẩn, đúng không? Đấy là ví dụ 1. Chúng ta sẽ cùng thử sức với ví dụ 2, và cũng là phần câu mệnh lệnh này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ thứ 2, cũng là ở cái phần câu chân thuật này. I have to learn English right now. I won't go out with you tomorrow. She told me. Bây giờ là me rồi này. Cô ấy nói với tôi rằng bây giờ là cô ấy phải học tiếng Anh ngay lúc đó, và cô ấy sẽ đi chơi với tôi vào ngày hôm sau. Đúng không? Đấy, thì câu này sẽ viết như thế nào? Ở đây các em thấy là hai câu chân thuật cùng hai câu luôn. Thế thì viết như thế nào? Thêm chữ gì vào thôi, thêm chữ và thôi, đúng không? Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy phải học tiếng Anh bây giờ và cô ấy sẽ đi chơi với tôi vào ngày mai, đúng không? Nào, mình sẽ viết lại câu này như sau. She told me that. She told me that. She này, cô ấy đúng không? Have to thì sẽ phải chuyển thành là gì? Had to. She had to. She told me that. She had to learn English. She had to learn English. Right now, ngay bây giờ thì phải là right gì? Now thì thành gì? Then, right then. Và này, and này. Nối hai câu vào rất bình thường. Nối câu rất bình thường. Các em cứ dùng tự nhiên thôi. Tự nhiên như ở nhà thôi. And này, và này, cô ấy này, she này. Win chuyển thành would and she would go out đi chơi này. Với ai? Với tôi. Ngày mai không thích dùng giờ following day nữa, dùng luôn là giờ next day, ngày hôm sau đó. Đó, thì đây sẽ là cái cách mà các em viết từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Cứ từ từ mà làm. Khi mà đã gặp câu trực tiếp gián tiếp rồi thì cứ từ từ cẩn trọng làm từng chút một. Các em chắc chắn sẽ thành công với phần này. Đây là phần câu chân thuật. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, đó là câu mệnh lệnh. Phần 2, câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh, cái dạng của câu mệnh lệnh là như thế nào? Dạng của câu mệnh lệnh thường là sẽ chỉ có mỗi động từ không thôi, xong rồi có dấu chấm cảm. Hoặc là có thể là don't, đừng có gì đấy, xong rồi cũng cộng với động từ, cũng chấm cảm. Ví dụ, đứng lên, stand up. Anh ấy nói với tôi, anh ấy bảo tôi là đứng lên, đúng không? Thế cái dạng của câu mệnh lệnh đó là khi các em nhìn thấy mỗi động từ thôi, không có chủ ngữ đâu cả, chỉ có động từ không thôi, hoặc là có dạng là đừng làm cái gì đó, đừng cái gì đó, thì hai dạng này là câu mệnh lệnh. Thì cái cấu trúc để chúng ta viết thành câu mệnh lệnh nó hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt như sau. Viết lại bằng cấu trúc là
How? Somebody to do something. Bảo ai làm gì? Hoặc bảo ai không làm gì là told somebody not to do something. Bảo ai là không làm gì? Bảo ai làm gì? Bảo ai không làm gì? Ở cái trường hợp này ấy, thì hầu hết tất cả các trường hợp ấy, đơn giản nhất là dùng từ thâu. Đơn giản nhất là dùng từ thâu, cứ dùng thâu thôi. Thế nhưng mà giả dụ như các em mà gặp một số từ khác nữa yêu cầu chẳng hạn, ví dụ như là từ ask. Anh ấy yêu cầu tôi làm gì? He asks me to do something, he asks me not to do something cũng được. Hoặc là cảnh báo. Ví dụ như là anh ấy cảnh báo tôi là đừng có đi chơi ban đêm. Đấy thì có thể gặp từ warn. Đúng không? Hoặc là với câu ví dụ khác, ví dụ như là thằng bé van xin mẹ, mẹ đừng có nói cái chuyện này cho bố, đừng nói. Thì ở đây cái hành động đây nó không chỉ là yêu cầu, không phải là mệnh lệnh sai bảo gì cả, mà còn có thể là cầu xin được ạ, beg. Thì tất cả những cái động từ dạng như thế này, ví dụ như là demanded rất nhiều á, các động từ như này thì đều đi với to verb hoặc là not to verb đều được. Thế trong cái trường hợp này thì các em cứ dùng cái dạng là ask somebody, want somebody, beg somebody, or tell somebody to do something hoặc not to do something. Ví dụ một câu đơn giản này. Anh ấy nói này, đừng có đi cho đến khi mà tôi quay trở lại. Tức là anh ấy nói rằng là, anh ấy bảo tôi là đừng có đi cho đến khi mà anh ấy quay trở lại. Kết hợp câu mệnh lệnh với câu trần thuật nào. Anh ấy bảo tôi, he này, tell me, don't leave, thì dùng là not to leave. He told me not to leave. Tiếp theo vẫn là until thôi, until này. Anh ấy quay trở lại là he đúng không? Quay trở lại, he come, chúng ta phải chuyển thành là quá khứ. Đừng bao giờ quên là cho dù bất kể ở cái thể loại câu gì, các em vẫn cứ phải áp dụng đúng ba cái quy tắc đấy. Tức là điều kiện cần này, điều kiện tiên quyết là phải có ba cái quy tắc đó. Đấy, thế đây là come thì thêm này, until he came back. Anh ấy bảo tôi là đừng có đi cho đến khi mà anh ấy quay trở lại. Đấy, lưu ý nha. Ở câu khác này, câu này là tên cướp nói với chúng tôi này, đừng có cử động, không là gì, tao sẽ bắn. Đấy, là tên cướp đe dọa chúng tôi. Ở đây chúng ta còn nhớ thêm cái động từ nữa, động từ đe dọa, cũng đi với dạng to do, not to do. Đó là động từ đe dọa, threaten. Để nó đa dạng lắm các em ạ, rất là đa dạng. Không nhất thiết là bắt buộc phải là như thế nào cả. Có thể là ask, có thể là want, có thể beg, có thể threaten. Thế trong trường hợp này, the robber, tên cướp đúng không? Threaten the, đe dọa chúng tôi này. Us này, not there. Not to move. Nếu không, nó sẽ bắn. Or he này, nguyên chuyện này gì? Would. Or he would shoot. Đấy, trong mọi trường hợp nhé, các em vẫn nhớ là phải áp dụng đủ ba cái lưu ý mà tôi dạy ngay từ đầu tiên. Thế còn là thêm cái gì thì thêm. Đấy chưa? À, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi. Trường hợp tiếp theo là với câu hỏi. Ba câu hỏi. Câu hỏi thì chia ra làm hai loại. Trường hợp thứ nhất đó là câu hỏi yes no question, tức là câu hỏi có hay là không. Hoặc là thứ hai đó là loại câu hỏi mà với các cái từ để hỏi, ví dụ là WH question hoặc là S questions. Ví dụ như là who, what, which, when, why, hoặc là how much, how many, rồi how long, how often, vân vân. Thế còn yes no là những câu hỏi có hay là không, tức là câu hỏi chỉ cần đảo chờ động từ lên trước thôi. Ví dụ bạn có đói không, are you hungry, thì đấy là câu hỏi yes or no. Ví dụ em đói em bảo là có, yes, em không đói em bảo là no, đúng không, là yes hoặc no. Đó thì câu hỏi chúng ta sẽ có hai cái dạng,
hai cái dạng kiểu như thế này. Thế thì cái cách mà chúng ta chuyển sang gián tiếp ở cả hai cái dạng này thì cũng khác nhau. Thứ nhất là loại câu hỏi với yes no, thì chúng ta sẽ phải sử dụng là ask gì đó này, hỏi này, liệu là có hay là không, dùng từ if hoặc từ whether. Thế còn sau đó thì đến chủ ngữ rồi đến với động từ bình thường, vân vân là sau cùng bình thường. Ví dụ như câu này, các em có đói không? Are you hungry? Are you hungry? She asks, cô ấy hỏi. She asks us, cô ấy hỏi chúng tôi là liệu là chúng tôi có đói hay không, đúng không? Thì sẽ là she asks us, she asks us if we, to be là gì ạ? Sau cái từ if này chúng ta phải chuyển thành câu chuẩn thuật. If we này, a thì là gì? Were. If we were hungry. Câu hỏi thì câu hỏi, khi chuyển sang gián tiếp vẫn phải đưa về câu chuẩn thuật. Vì đây là câu lời dẫn mà, lời dẫn gián tiếp vẫn phải đưa về câu hỏi, câu hỏi phải đưa về câu chuẩn thuật hết. Nào, các em có đói không là câu trực tiếp, nhưng mà khi chuyển đây là cô ấy hỏi chúng tôi là liệu là chúng tôi có đói hay không, thì chúng ta lại vẫn chuyển về dạng là chủ ngữ xong đến động từ là câu chuẩn thuật. Nhớ nhá, chủ ngữ xong đến động từ. Trường hợp này còn dễ, tí nữa đến cái trường hợp này là nhiều em quen cái việc là chuyển đến câu chuẩn thuật. Đấy nhỉ? Đấy, câu này thì thực tế ra ở dưới người ta có thể có chữ on not hoặc không. Liệu là chúng tôi có đói hay không? On not. If or whether, chỗ này có thể là on not. Nhưng mà thường thì không có, mà có thì cũng chẳng sao. Đấy. Thì cái trường hợp này là như thế. Trường hợp thứ hai, với cái loại câu hỏi mà WH hoặc F question thì như nào? Trường hợp thứ hai, WH hoặc là F question. Câu gì cũng được luôn. Câu gì cũng được, tức là như này. Ask gì đấy không? Ví dụ nhá. Ask what nhá. What cái gì đó này. Vân vân này. Thế sau đó lại cũng cộng đến chủ ngữ rồi cộng đến động từ, chuyển về câu chuẩn thuật. Thế là xong. Thế là xong. Ở đây thì các em lại không phải nhớ xem là if hay whether nữa, không phải liệu liệu gì hết nữa. Chỗ này cứ dùng luôn động từ này, cái từ để hỏi này là xong. Ví dụ what's your name? What's your name? She asked me. Cô ấy hỏi tôi là tên của cháu là gì, đúng không? Thì sẽ là cô ấy hỏi tôi là tên của tôi là gì. Đó. She asked me. Dùng luôn từ what này. She asked me what này. Dùng luôn từ what này. She asked me what này. Tên của tôi là chủ ngữ. What my name is. Thì các em phải chuyển sang quá khứ là what my name was. Nhớ nha, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cứ là gián tiếp thì các em phải nhớ ba cái lưu ý mà cô đã dạy, được chưa? She asked me what my name was. Ở đây chỉ khó mỗi cái là chuyển chủ ngữ lên trước rồi đến động từ. Động từ này nhớ phải lùi một tí. Thế là xong. Câu khác nha. How old are you? I ask him. Tôi hỏi anh ấy là anh ấy bao nhiêu tuổi? I ask him. I ask him. How old giữ nguyên. How old này. Chủ ngữ đâu? You này chuyển thành gì? Tôi hỏi anh ấy là bao tuổi? How old he? To be chỉ quá khứ với từ he phải là how old he was. How old he was. Được chưa? Đấy. Đấy nhá. Ở trong cái câu sử dụng gián tiếp này thì có một cái trường hợp đặc biệt nho nhỏ, đó là khi các em gặp cái từ mà sinh ra năm bao nhiêu ấy. Ví dụ câu này, when were you born? Bạn sinh năm nào ấy, bạn được sinh ra khi nào ấy. When were you born? She asked me. Cô ấy hỏi tôi. Cái trường hợp này hơi đặc biệt một chút, tức là nếu cô hỏi tôi là tôi sinh ra khi nào, thì thật tế ra cái từ sinh ra luôn 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 có một cái mốc xác định trong quá khứ, cho dù là chúng ta có nói ở thời điểm nào đi chăng nữa.
thì cái từ sinh ra nó vẫn là có một thời điểm xác định. Ví dụ như là cô hỏi tôi là tôi sinh ra năm nào, thực tế ra câu này các em không cần đổi, không cần lùi thì, không cần lùi thì là bởi vì là sinh ra thời điểm đấy thì vẫn là quá khứ, thế thì cứ dùng quá khứ thôi. À, she asked me when I was born. Cô hỏi tôi là tôi được sinh ra khi nào, câu đấy các em có thể không lùi thì cũng được. Nhưng với cái từ born là từ đặc biệt, sinh ra nó phải có một cái thời điểm nào đó. Yeah. She asked me when I was born. Đấy. Thì đấy là cái loại với câu hỏi. Câu hỏi thì các em phải lưu ý là chuyển từ câu hỏi sang câu chẩn thuật và nhớ lùi thì. Đấy là cái cực kỳ phải cần lưu ý trong cái phần chuyển câu hỏi này. Tiếp theo là đến một số câu đặc biệt khác đấy nhá. 4. Đến một số cái trường hợp đặc biệt, một số trường hợp đặc biệt. Thế thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái số những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là những cái câu mà người ta dùng để gợi ý ấy. Ví dụ như là chúng ta hãy này, let gì đó này, chúng ta hãy làm gì đó này, hay là shall we, hay là chúng ta làm gì đó này, hoặc là how about, what about ấy, hay là làm cái gì, how about hoặc là what about. Thế nếu mà khi gặp cái trường hợp là làm gì như này, đúng không, thì cái trường hợp này các em sẽ phải dùng một cấu trúc đặc biệt để thể hiện cái tính chất là đề nghị. Đề nghị thì cái trường hợp đề nghị này các em dùng với tôi động từ suggest thì có hai kiểu gì với suggest. Thứ nhất đó là suggest cộng vô binh, gợi ý làm việc gì, suggest vô binh. Cái thứ hai là suggest giáp sút, và ở đây cái cấu trúc mà giáp sút người ta được gọi luôn là cấu trúc giáp sút nữa cơ. Cấu giáp sút tức là suggest that somebody should do something, gợi ý rằng ai đó nên làm gì, gợi ý rằng ai đó nên làm gì. Suggest that somebody should do something. Ví dụ câu này nhá. How about going out tonight? Tối nay đi chơi nhá. Anh ấy mời tôi hoặc anh ấy gợi ý đúng không? He said to me. Anh ấy nói với tôi là hay là tối nay đi chơi nha, đúng không? Thế câu này sẽ có thể dùng cái từ suggest hợp lý nhất này. Anh ấy gợi ý là đi chơi vào tối hôm đó, thì có thể sẽ là he suggested. Anh ấy gợi ý này, he suggested going out tonight. Đừng quên là phải chuyển thành gì, that night, đừng quên nhá. Tonight phải chuyển thành that night, tối hôm đó nhá. He suggested going out that night. Anh ấy gợi ý là đi chơi tối hôm đó. Nhưng mà câu này thực tế ra không chính xác lắm. Không chính xác ở chỗ là nếu mà anh ấy gợi ý đi chơi tối hôm đó thì tức là anh ấy đi chơi chứ không phải là chúng tôi. Nếu như mà là anh ấy gợi ý là chúng tôi đi chơi thì thực tế ra cái này các em phải thêm cái từ là our, tức là cái việc đi chơi này là của chúng tôi, đúng không? Thì như thế thì mới là chính xác hơn này. Thế còn nếu như mà để tránh nhầm cái cấu trúc này, tránh sai, an toàn nhất là sử dụng cái suggest giáp sút. Suggest giáp sút, giáp sút đó như sau: anh ấy gợi ý rằng chúng tôi nên đi chơi tối hôm đó, cực kỳ đúng luôn, không bao giờ sai với trường hợp giáp sút. Đó là he suggested that we should go out that night. Không bao giờ nhầm, không bao giờ sai. He should go out. Giác nai. Hết bảng nên tôi viết giống câu trên là giác nai nhá. Được chưa? Thế thì câu này thì các em sẽ thấy là cấu trúc giác sút là cấu trúc rất là mạnh. Bao giờ cũng đúng, không sai bao giờ. Cái giác này cũng có thể bỏ đi mà sút này cũng có thể bỏ đi này. Vì vậy mà cũng nói luôn với các em là cấu trúc giác sút này là một cấu trúc cũng hay được hỏi trong đề thi đại học đấy. Tức là nhiều khi giác sút lại bỏ đi thì còn mỗi là somebody do. Ví dụ như câu này: He suggested that we go out. Mà các em không để ý là có từ should ở đó. Các em bảo tại sao chỗ này đang suggested ed quá khứ, với chỗ này là go hiện tại, thì sẽ rất là khó hiểu. Mà we go thì còn đúng. Chứ ví dụ như bây giờ là he chẳng hạn, anh ấy gợi ý rằng là anh ấy nên đi chơi lại he go out, thì chắc là đề nhầm, đề sai, tại sao he đi với go được. Thực tế ra là đề không sai, mà do là có từ should ở đó nó ẩn đi thôi. Đến giáp và should có thể ẩn đi được. Và cấu trúc giáp sút là một cấu trúc rất mạnh và rất hay được hỏi trong các kỳ thi.
Đấy, thế thì quay trở lại với cái bài trực tiếp gián tiếp thì các em thấy đó là khi mà chúng ta gặp những cái từ gợi ý như thế này thì chúng ta dùng cho tôi cấu trúc là suggest that somebody should do something, hoặc là suggest cộng verb ing, nhưng mà nhớ là phải chia cho nó chính xác. Chúng ta hãy cùng đến với một câu mời. Tiếp theo là một cái loại câu cũng khá hay. Câu cũng khá hay. Ví dụ như thế này. Bình thường mà nếu mà anh ấy nói với tôi đúng một câu này thôi. Cigarette, thuốc không? Đúng không? Hút thuốc lá không đấy? Đấy. Thế là tôi trả lời là gì? No thanks. I replied. Câu này sẽ là một câu rất là khoai lang. Nếu như các em không biết cách làm, không biết cách làm. Làm nào bây giờ? Tự dưng có mỗi từ cigarette không đấy kia, chẳng nhẽ là anh ấy bảo tôi thuốc à? Anh ấy bảo tôi thuốc lá, đúng không? Câu này sẽ phải dùng cái từ này, đó là offer. Offer somebody something. Câu này có nghĩa là mời ai cái gì. Câu này tức là này, anh ấy mời tôi nhiều thuốc. He offered me a cigarette. Anh ấy mời tôi một điếu thuốc lá này. Thế nhưng câu này là gì? Tôi trả lời là gì? Không, cảm ơn. Tức là nhưng mà tôi thì tôi từ chối. Bất này. Nhiều bạn câu trả lời ngay lập tức là bất. I reply no thanks. Câu đấy thì nó không hay. Mà người ta dùng luôn cái từ này mới là hay này. Tôi từ chối cái lời mời này thì chúng ta dùng luôn là bất này. I rejected. Tôi từ chối. Anh ấy mời tôi một điếu thuốc nhưng mà tôi từ chối, thế thì mới là câu kể, đúng không? Thế kể là cứ kể nguyên y hệt luôn như cái câu trên này thì còn nói chuyện gì. Đấy, anh ấy đã mời tôi một điếu thuốc nhưng mà tôi từ chối, được chưa? Thế còn là ví dụ như là một câu đặc biệt khác nữa, ví dụ như là mời bạn đến chơi nhà tôi nhá. Would you come to my house, come to my party? Ví dụ như là mời bạn đến tiệc nhà tôi nhé, đúng không? Thế câu này mà nếu mà chúng ta dùng là anh ấy hỏi tôi là liệu là tôi có đến tiệc nhà anh ấy không, câu này cũng được nhưng mà không hay. Thế như nào mới là hay? Phải hay thì phải như thế này. Ví dụ như là anh ấy này mời tôi thì dùng là he invited me to come to his party. Anh ấy mời tôi đến cái bữa tiệc nhà anh ấy thì như thế này mới là hay, đúng không? Thế đây là những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như các em còn có thể dùng gặp một cái dạng đó là chúc mừng ấy, congratulations, chúc mừng bạn đã đỗ đại học chẳng hạn, thì mình cũng không nên dùng mỗi câu là anh ấy nói với tôi rằng là anh ấy chúc mừng cái gì tôi cái gì đấy. Chúng ta có thể dùng luôn cái cấu trúc là Congratulated somebody on doing something. Chúc mừng ai là đã làm được cái việc gì đấy. Congratulated. Ví dụ như là anh ấy chúc mừng tôi là đã vượt qua kỳ thi, là he congratulated me on passing the exam. Đấy. Thì trong cái câu trực tiếp gián tiếp này nói ra thì nó cũng rất là vô cùng. Nên khi làm các em phải rất là linh hoạt. Có nhiều câu nhé, kết hợp giữa cả câu trần thuật và câu hỏi. Ví dụ như trong trường hợp này, I am hungry. When will you finish work? Tôi đói quá. Bao giờ thì bạn xong việc? He said to me. Anh ấy nói với tôi. Anh nói tôi là gì? Tôi đói quá. Khi nào thì bạn xong việc? Cái câu này các em có thể hiểu như này. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất là đói và hỏi tôi là khi nào thì tôi xong việc.
Đấy, có thể kết hợp như thế. Nào, he có thể sẽ là gì ạ? He này said to me that he was hungry. Anh ấy nói với tôi rằng là anh rất là đói. Và này, and này, và này, nối với từ and này. Và anh ấy hỏi tôi, and asked me, hỏi tôi này, when I would, khi nào tôi sẽ xong việc, I would finish work. Đấy, thế đấy là toàn bộ cái bài lý thuyết về trực tiếp gián tiếp của chúng ta. Thế thì ở cái bài này tôi chỉ muốn khuyên các bạn một câu, đó là khi làm bài trực tiếp gián tiếp phải luôn luôn tỉnh táo. Tỉnh táo làm cũng không khó lắm, cũng không khó lắm, trừ như một số cái trường hợp đặc biệt này thì gọi là hơi khó một chút. Còn những cái trường hợp còn lại tôi thấy cũng chẳng có gì khó, cứ đúng quy tắc là làm đúng thôi. Mà khi đi thi thì hầu như các thầy cũng chỉ hỏi các em những cái cơ bản thôi, chứ cũng có mấy khi hỏi thách đố đâu. Thế thì trường hợp cơ bản thì các em hoàn toàn làm được nếu như các em nhớ những cái quy tắc mà tôi đã dạy. Thế trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp như thế này thì cố gắng là làm thật là tỉnh táo, rất là cẩn thận, làm từ đầu đến cuối, đừng có chấm chấm, làm từ đầu đến cuối, làm cho nó kỹ và chuẩn. Đấy, nhớ lùi thì này, cái câu này he was, chỗ này phải là win chuyển thành would này, nhớ tất cả những cái lưu ý mà tôi đã dặn, và chúng ta sẽ cùng luyện tập trong tiết học tiếp theo.